Thưa quý vị, Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết là theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dệt may trong tháng 7 đã đạt 4,29 tỷ đô la Mỹ, như vậy là đã tăng 12,4% so với cùng kỳ của năm trước. Và đây là tháng đầu tiên trong năm 2024 mà chúng ta có kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ và cũng là tháng có kim ngạch cao nhất kể từ tháng 8 của năm 2022. Lũy kế 7 tháng năm 2024 thì xuất khẩu dệt may đạt 23,9 tỷ đô la Mỹ, như vậy là tăng 5,9% so với cùng kỳ của năm trước, tương ứng với mức tăng là 1,33 tỷ đô la Mỹ. Và hiện nay thì Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng mà thị trường xuất khẩu chính ngành dệt may của Việt Nam thì vẫn là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiện tại thì Bangladesh đang là nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai trên thế giới và được coi là đối thủ của Việt Nam. Tuy nhiên là sự biến động chính trị dẫn đến khả năng là sẽ có nhiều đơn hàng dịch sang nước khác, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Và như vậy là chỉ trong hai phiên ngày 8 và ngày 9 tháng 8 thôi thì nhiều cổ phiếu dệt may đã ghi nhận là mức tăng ấn tượng. Trong đó thì MSH đã tăng đến 7,9%, riêng phiên ngày 8 tháng 8 thì đã tăng đến hết cả biên độ. TNG thì tích lũy là 5,6%, GIL tăng khoảng 3,2%, TCM tăng thêm 1,96%, VGT tăng hơn 5% và STK tăng 4,7%. Đã tăng cùng tìm đến cả các cổ phiếu vốn hóa nhỏ như là VGG tăng 5%, ADS tăng 7,3% và M10 tăng 3,4%.